đây một phần làm sạch cái hè, làm sạch cái cửa thoát hiểm tại tầng 12 trên 14 được các bạn theo dõi. Em chào chị ạ. Chị thực hiện công việc này định kỳ bao nhiêu lần một ngày ạ? Nó hay một ngày 2 lần ạ. Vâng. Sáng chiều đúng không chị? Sáng chiều. Công việc này có vất vả đúng không chị? Cũng vất vả lắm nhưng mà bọn chị cũng cố gắng một chút em ạ. Vâng. Em cảm ơn chị ạ, mời chị tiếp tục công việc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin.